Quay. Trước khi tôi chết hãy xem video này. Nếu bạn muốn mua Robux giá rẻ hãy đến ngay quét-game-giá-rẻ.com. Ngoài ra bạn còn có thể cày thuê với giá cực rẻ, cực nhanh và uy tín. Còn chờ gì nữa hãy đến ngay với cày-game-giá-rẻ.com. Ok, xin bạn đã quay trở lại với channel của mình là chị Dũng đây. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm một video thử thách trốn tìm trong cái trò kinh là gà si ha. Thì ok, hôm nay mình sẽ rủ với một đám đứa trong Discord ha. Thì mấy đứa này thì mình sẽ kêu nó. Và luật thì mình sẽ để trên cái màn hình ở đây, và các bạn có thể tạm dừng đọc ha, chứ mình cũng lười nói luật lắm. Và ok, bây giờ thì mình sẽ trốn thôi. Ok, bye bye. Mình nghĩ là nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất, mà nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cho nên mình sẽ quyết định trốn ở hòn đảo nào ta. Đây, cái tiền rồi ha, hòn đảo chơi đi ha. Thằng nào mình sẽ ở hòn đảo chơi ha. Được quyền cho tụi nó team up nhưng mà không được ally ha. Và mình sẽ, cái đó tụi nó sẽ bị loại ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ở trốn ở đảo chơi thế nào. Và đợi tụi nó bắt đầu đợi tụi nó đi giết mình thôi. Ui, chết mẹ Sky trước, chết rồi. Tụi nó bị chết Sky nè. Chết. Rên cái. Tụi nó bị chết rồi, mình đã chết luôn. Rên. Ôi shit, chết mẹ tôi thấy rồi kìa. Rồng tôi xanh chết mẹ rồi, tụi nó thấy rồi. À, thằng kia thấy. Rồi má, xiên dũng rồi kìa. Holy shit. Chết mẹ. Trời ơi, cái dục chết đảo Sky trước vậy. Bắt được. Mấy mẹ chơi mà chết đảo Sky rồi. Chơi dài chơi. Holy shit. Thôi, mình run qua đảo khác rồi. Mong tụi nó vẫn chưa thấy rồi. Dũng rồi, chết mẹ rồi. Ui, con rồng kìa, thấy con rồng kìa. Con rồng. Holy shit. Nó bỏ 10 cá. No. Cách đai à. Rồi, để mình rinh. Rồi, fake out đi. Rồi, ok, mình thấy một đống đứa out rồi. Nói chung là ai bị giết cũng sẽ bị out hết hả? Ui, nó đã qua đảo người khác rồi. Ui, biến lại người. Biến lại người cho nó không nhìn thấy. Sợ luôn. Ê, xem thế. Mình sẽ qua đảo này ha. Chết mẹ rồi, cái này cooldown rồi. À, đừng chết rồi. Anh sắp chết rồi. Ui. Bất đồ. Holy shit, đéo ngờ nó nhanh vậy luôn á. Ok. Cái này có thể là do mình quá gà thôi chứ. Chứ mình BB Mochi là lại không lại rồi. Dragon BB Mochi không lại rồi. Chứ cái này mình thua rồi đó. Ok.
Chết thiệt. Win. Thanh niên này win. Trời ơi. Không ngờ mấy anh thanh niên này cũng ghê được chứ. Ok vậy win giải về win robot nha, 50 robot. John Crush đi.